Xin chào khán giả ở kênh YouTube Hội Trường Thể Thao. Trước mắt chúng ta là hình ảnh trước gala Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023. Đây là một giải thưởng rất quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Ngoài giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam được rất nhiều người chú ý thì chúng ta không thể không nhắc tới giải thưởng Quả Bóng Vàng Nữ hay những giải thưởng khác như là giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở bóng đá nam này, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bên bóng đá nữ và cả giải thưởng Quả Bóng Vàng Futsal nữa. Đương nhiên rồi, như nói phần đầu thì giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2023 ở môn bóng đá 11 người vẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của truyền thông và khán giả. Các ứng viên của Quả Bóng Vàng đã được công bố rất lâu rồi. Họ rút gọn danh sách dần dần xuống top 10 này, top 5 này và bây giờ còn top 3. Top 3 cầu thủ đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2023 gồm Đặng Văn Lâm, Phạm Tuấn Hải và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Đây là hình ảnh Văn Lâm cùng với gia đình của mình và cô bạn gái Yến Xuân. Ngoài ra thì Tuấn Hải cũng dẫn gia đình của mình theo. Chúng ta thấy là các cầu thủ rất vui mừng khi được gặp nhau trong một sự kiện như này. Văn Lâm thậm chí đã đứng lại để chỉnh lại cà vạt cho Tuấn Hải. Tuấn Hải thì từ trước nay vẫn vậy, một hình ảnh rất là giản dị và có thể nói là gần gũi với lại khán giả. Và cả Hoàng Đức nữa, tất cả đều dẫn gia đình đến một buổi lễ quan trọng như thế này. Ngoài ra thì buổi lễ cũng có sự tham gia của rất nhiều cựu danh thủ cũng như là các huấn luyện viên nổi tiếng. Và không mất thời gian nữa thì mình xin công bố luôn là người giành chiến thắng trong giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2023 là Nguyễn Hoàng Đức. Một cái tên mình nghĩ là sẽ không có nhiều người bất ngờ, bởi trong năm 2023 Hoàng Đức cũng đã có một phong độ khá tốt ở cấp độ câu lạc bộ, dẫu cho có một số vết gợn ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên thì nhìn chung màn trình diễn của Hoàng Đức vẫn là khá vượt trội so với những cầu thủ còn lại. Trong khi đó danh hiệu Quả Bóng Bạc thuộc về Tuấn Hải sẽ có một chút tiếc nuối, tuy nhiên thì dù sao đây cũng sẽ là một phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực cống hiến của tiền đạo sinh năm 1998. Và cầu thủ này nếu như phát triển tốt trong tương lai hoàn toàn có thể tới một ngày giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng giống như những gì Hoàng Đức làm được. Ngoài ra thì Văn Lâm, nếu như mình nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên mà thủ thành Việt Kiều này giành được một giải thưởng ở gala trao Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 với danh hiệu Quả Bóng Đồng Việt Nam. Một phần thưởng cũng rất là xứng đáng với phong độ tuyệt vời của Văn Lâm thể hiện trong năm 2023. Ở các hạng mục khác thì giải thưởng Quả Bóng Vàng Nữ 2023 thuộc về thủ môn Kim Thanh, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất là Ngọc Minh Chuyên, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Đó là những giải thưởng đáng chú ý trong lễ trao giải gala Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023. Và đây, cô là những hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Thể Thao.
Rồi, các bác chơi đó.